Chào mừng quý vị khán giả đến với đêm thi thứ 2 vòng thi thứ 6 chương trình Hãy nghe tôi hát phiên bản nhạc sĩ chủ đề do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Chess Studio thực hiện, phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ năm hàng tuần trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1. Thưa quý vị, ở đêm thi thứ nhất của vòng thi thứ 6, chúng ta đã thưởng thức phần tranh tài của 4 thí sinh với 4 tiết mục đơn ca, những ca khúc tiêu biểu trên con đường sáng tác hơn 50 năm của nhạc sĩ Đài Phương Trang. Ở đêm thi đầu tiên trong vòng thi chủ đề nhạc sĩ Đài Phương Trang, với phần thi đơn ca, 4 giọng ca trẻ đã thể hiện theo những cách rất riêng của mình những ca khúc tiêu biểu của nhạc sĩ Đài Phương Trang. Tuyết Mai, ấm áp và đầy tình cảm. Đăng Nguyên, làm mới lại một bài hát đã quá quen thuộc. Trương Diễm, đầy cảm xúc khi nhập vai và sống trong bài hát của mình. Henry Ngọc Thạch, bằng chất trẻ trung và một ca khúc bolero kinh điển. Và điều gì sẽ đến với khán giả trong đêm thi thứ hai? 4 ca sĩ sẽ kết hợp với nhau qua các tiết mục song ca. Hãy cùng thưởng thức những phần trình diễn đầy thú vị với các giọng hát trẻ vừa tranh tài vừa cùng đánh đỡ nhau trong những màn song ca lần đầu tiên kết hợp cùng nhau. Thưa quý vị, đêm thi ngày hôm nay mang tên gọi thử thách hát đôi. Các thí sinh sẽ phải vẫn tiếp tục thể hiện những điều gì hay nhất, mới mẻ nhất từ chính mình và phải kèm thêm sự kết hợp ăn ý cùng với bạn diễn nữa. Vâng, trước khi đến với các thí sinh thì chúng tôi xin được giới thiệu những vị giám khảo tham gia vào đêm ngày hôm nay. Xin được giới thiệu danh ca Thái Châu, giám khảo xin giúp chương trình. Và xin được giới thiệu người nhạc sĩ có rất nhiều những bài hát được chúng ta yêu mến trong nhiều năm qua, đó chính là nhạc sĩ Đài Phương Trang. Và xin được giới thiệu giám khảo khách mời ca sĩ Nguyên Vũ. Và trước tiên thì chúng ta xin được dành câu hỏi cho ca sĩ Nguyên Vũ. Là một ca sĩ vốn nổi tiếng với dòng nhạc trẻ, nhưng sau này thì Hoa lại thấy Nguyên Vũ xuất hiện rất nhiều với những ca khúc mà của dòng nhạc trữ tình bolero. Thì không biết là đối với những bài hát của nhạc sĩ Đài Phương Trang, Nguyên Vũ đã thể hiện bài hát nào chưa và ấn tượng như thế nào về dòng nhạc của nhạc sĩ Đài Phương Trang? Xin được cảm ơn Quỳnh Hoa. Vũ từ nhỏ thì những bài hát dòng nhạc bolero là Nguyên Vũ rất thích là nghe. Và sau này khi dòng nhạc bolero nổi trở lại thì Vũ lại có dịp được trổ tài, phải nói rằng là nó giống như nằm trong cái tiềm thức của mình rồi. Bài hát như là Người Yêu Cô Đơn, rồi về Hai Mùa Noel của nhạc sĩ Đài Phương Trang thì Nguyên Vũ cũng đã có dịp hát, đặc biệt là cái bài Hai Mùa Noel, hát những mùa Giáng sinh. Khi mà là một ca sĩ trẻ, nghe nói là nhạc sĩ Đài Phương Trang, nhưng mà chưa bao giờ được tiếp xúc cả, đặc biệt là những cái nhạc sĩ khác cũng vậy nữa. Khi đến với chương trình Hãy Nghe Tôi Hát, được ngồi đây nghe lại những bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ Đài Phương Trang và được gặp gỡ chú thì có thể nói là một cái điều hạnh phúc vô cùng mà chương trình Hãy Nghe Tôi Hát đã mang lại cho Nguyên Vũ. Rất cảm ơn chương trình rất là nhiều. Xin được cảm ơn ca sĩ Nguyên Vũ. Thưa quý vị, như chúng ta đã biết, ở vòng thi bán kết này thì điểm số của từng thí sinh sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào 3 vị giám khảo và riêng điểm của danh ca Thái Châu sẽ được giữ bí mật đến phút cuối của chương trình. Không có sự bình chọn của quý vị khán giả, thế nhưng chúng tôi vẫn xin được nồng nhiệt chào đón 50 vị khán giả đặc biệt có mặt tại trường quay ngày hôm nay để cổ vũ cho các thí sinh. Xin chào mừng các bạn. Quý vị khán giả thân mến, trong đêm thi ngày hôm nay thì 4 thí sinh của chúng ta sẽ bắt cặp 2 lần để chúng ta sẽ có 4 cặp song ca thể hiện 4 bài hát của nhạc sĩ Đài Phương Trang. Và sau mỗi phần tranh tài thì ban giám khảo sẽ chấm điểm riêng cho từng thí sinh. Và bây giờ thử thách hát đôi sẽ đến với cặp song ca đầu tiên. Và bài hát mở đầu cho đêm thi ngày hôm nay là một câu chuyện tiếp nối theo Hoa 10 giờ mà chúng ta đã được nghe nhạc sĩ Đài Phương Trang chia sẻ ở đêm thi trước. Ở nhạc sĩ Đài Phương Trang đã đưa những nhân vật trong bài hát Hoa 10 giờ để tiếp tục nối tiếp với ca khúc Chuyện Tình Hoa 10 giờ mà chúng ta sẽ chuẩn bị nghe ngay sau đây. Xin được mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng chào đón phần dự thi của cặp song ca Trương Diễm và Đăng Nguyên. Thì trong ca khúc này rất là nhiều ca sĩ đã thể hiện thành công ở lĩnh vực đơn ca. Hôm nay với phần thi song ca thì Đăng Nguyên và Trương Diễm đã rất là vất vả trong việc chia câu cũng như là chọn cho mình những cái chỗ để mà cả hai đều có thể thể hiện được bản thân của mình. Và nó cũng phải là hợp với quãng giọng của cả hai đứa, cho nên cái vấn đề này nó rất là gian nan. Thì trong đó còn có cái phần phối âm thì Đăng Nguyên và Trương Diễm cũng chọn một cái lối phối âm khá là trẻ trung nhưng mà không kém phần miên man về cảm xúc.
để mà ca khúc này có thể được thể hiện tốt nhất. Và cuối cùng thì mọi chuyện hình như đã ổn và chỉ chờ lên sân khấu để thể hiện hết mình thôi. Nào ngờ
giờ nàng đã mất đi. Làm sao không thốn thức lúc quay trở về bên ngôi mộ buồn, nhìn mây bay tan mát trong hoàng hôn. Anh xin hứa rằng cho dấu nàng vĩnh viễn xa lìa trần gian, chẳng yêu ai ngoài người tình xưa mến yêu hoa mười giờ. Anh xin hứa rằng cho dấu nàng vĩnh viễn xa lìa trần gian, chẳng yêu ai ngoài người tình xưa mến yêu hoa mười xưa. Đây tôi hỏi anh luôn, anh làm khó chúng tôi làm gì? Anh không có đặt một cái tựa nào đó tránh đến cái 10 giờ đi. Đã hoa 10 giờ như thế rồi, anh còn quất một cái chuyện tình hoa 10 giờ. Rất rất là trăn trở cho ca sĩ khi sau một cái bài hát mà đang rực rỡ như thế. Thì cái cảm giác của tôi là phải tính toán dữ lắm. Mình suy nghĩ rồi mình có một cái cầu nối để coi cái bài đó và cái bài này nó liên quan như thế nào, để có một cái cách thể hiện khác nhau, làm mỗi một bài hát nó trội đi, nó có một cái tính đặc thù của nó. Riêng cái tiết mục này như thế này, anh có cảm giác như là Diễm chưa có thấm lắm cái bài hát này, trong khi Đăng Nguyên càng hát càng thấm. Nên suy nghĩ hát xong ca là mình là ngấm ngầm không để chìm với lại bạn mình. Mình phải thăng hoa với bạn mình, nói tốt cho bài hát nha. Nói về những bài hát tiếp nối của những bài hát đã nổi tiếng đó, thì có nhiều người thành công và có nhiều người cũng không thành công. Đây là ca khúc tiếp theo của Hoa Mười Giờ. Thì trong cái chuyện tình Hoa Mười Giờ, tôi có nhắc lại anh không đến công viên hẹn hò. Nhưng mà khi tôi viết bài này đó, cái tâm tôi đổi luôn. Hoa Mười Giờ là tâm thứ, còn bài này là tâm trưởng. Đấy. Và cái giai điệu melody á thì khác hẳn luôn. Nó không còn mang một cái chút xíu nào của Hoa Mười Giờ hết. Còn cái chuyện nó thành công hay không đó là cũng do khán giả. Và hôm nay hai em chọn bài này thì tôi cũng vui, vì thật ra bài này cũng có nhiều người hát rồi. Khi chúng ta mà hát song ca thì cái người thiệt thòi bao giờ cũng là nam, bởi vì phải nhường cái tâm cho nữ. Thành thử hồi nãy nói thật, khi nghe Đăng Nguyên hát đó, mình thấy cái hy sinh của Đăng Nguyên đó nó kinh khủng lắm. Mặc dù là cái nỗ lực của Đăng Nguyên là rất mạnh mẽ, nhưng mà hát như thế thì mình phải vói theo. Nhưng mà nhìn chung hai em hát bài này thì nó cũng gây một cái cảm xúc, có cái những cái ngoại cảnh bên ngoài và những cái động tác diễn xuất của hai em, thì đó cũng là một cái thành công. Với tiết mục này thì Vũ thấy nó cứ thiếu một cái điều gì đó, và không biết tại sao khúc cuối lại dành hết nguyên một cái đoạn sau dành cho bạn Đăng Nguyên hát. Ví dụ Đăng Nguyên hát xong thì nếu như buông cái nhạc nền nào đó cho giọng nữ kết bằng, nó gây một cái sự tiếc nuối, thì sẽ hiểu được rõ cái ý đồ của cách dựng này hơn. Tự nhiên buông luôn như vậy thì nó sẽ hơi thiệt thòi cho bạn một chút xíu. Nói tóm lại là Đăng Nguyên chấp nhận đã nhường cái tông đẹp cho bạn nữ, thì bạn cũng phải chấp nhận luôn là cái sự rủi ro về mình. Cảm ơn bạn. Và bây giờ sẽ là phần cho điểm từ ban giám khảo cho hai ca sĩ Đăng Nguyên và Trương Diễm. Trước tiên xin được mời ca sĩ Nguyên Vũ. Điểm số dành cho ca sĩ Trương Diễm sẽ là 10. Chúc mừng Trương Diễm. Và điểm số dành cho Đăng Nguyên sẽ là 9,75. Cảm ơn ca sĩ Nguyên Vũ. Và ca sĩ được mời chú Đại Phương Trang ạ. Điểm số dành cho ca sĩ Trương Diễm sẽ là 9,75. Xin cảm ơn chú. Và điểm số dành cho ca sĩ Đăng Nguyên sẽ là 9,75. Xin được cảm ơn nhạc sĩ Đại Phương Trang và cảm ơn hai bạn.
quý vị khán giả, qua những câu chuyện kể của nhạc sĩ Đài Phương Trang thì quý vị cũng biết rằng có nhiều bài hát của ông được viết nên từ những câu chuyện tình có thật. Và tiếp theo đây cũng là một câu chuyện tình có thật. Nhiều khán giả khi nghe bài hát này có một sự đồng cảm rất lớn, bởi vì có cảm giác như là mình cũng đã từng trải qua những tình cảnh như vậy. Vâng, thưa quý vị, một câu chuyện nghe có vẻ tình cờ thôi, xảy ra vào một đêm Noel bên nhà thờ Đức Bà. Và câu chuyện ấy đã được nhạc sĩ Đài Phương Trang ghi lại như thế nào? Chúng tôi xin được mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với phần dự thi của cặp đôi song ca Tuyết Mai và Đăng Nguyên, ca khúc Hai Mùa Noel. Trong số các ca khúc của nhạc sĩ Đài Phương Trang thì có lẽ Hai Mùa Noel là ca khúc mà nó ít mang cái chất bolero nhất. Và bởi vậy nó rất là phù hợp với Tuyết Mai và Đăng Nguyên, nên Tuyết Mai và Đăng Nguyên đã quyết định chọn ca khúc này để thể hiện trong phần song ca này. Và trong cái phần phối âm của ca khúc này thì Đăng Nguyên được đóng góp một cái vai trò rất là to lớn, tức là lắng nghe thành phẩm sau khi chị Tuyết Mai đã có một cái bản hòa âm hoàn thiện. Vâng, ca khúc này thì Tuyết Mai quyết định là phối hòa âm theo dạng blues một xíu, để mang đến cho quý vị khán giả một cái khung trời rất là thơ mộng, đúng vào cái dịp Noel mà hai người yêu nhau và lại xa nhau. Và hy vọng là ca khúc này thì quý vị khán giả sẽ ủng hộ nhiệt tình hai chị em, bởi vì đây cũng là lần đầu tiên mà Tuyết Mai và Đăng Nguyên có cơ hội song ca với nhau. Và rất là hy vọng là hai chị em sẽ phối hợp ăn ý ca khúc này để mang đến cho quý vị một cái tiết mục hay nhất. Chúng ta quen bên giao đường. Mùa Noel đó anh dẫn em vào tình yêu. Quỳ bên hang sâu nghe lời kinh thánh van cầu. Nhìn nhau không nói nên câu, vì biết nói nhau gì đâu. Rồi Noel qua, chúng ta chia tay giã từ. Hẹn nhau năm tới, khi Giáng sinh về muôn nơi. Mình trao cho nhau, hoa lòng nhận cưới thiếp hồng. Dìu nhau xem lễ đêm đông, bên nhau muôn đời em ơi. Nhưng nay mùa Noel đến rồi, từng đêm em thức nguyện cầu, cầu cho hai đứa thương nhau. Đêm nay giáo đường vang tiếng kinh cầu, nơi xưa mình em đứng không thấy bóng anh đâu. Nửa đêm tan lễ bước em bơ vơ trở về, chợt nghe nước mắt rơi ướt trên bờ môi khô. Rồi Noel qua, bao mộng ước cũng xa rồi. Gặp nhau chỉ để thương đau, yêu nhau sao đành xa nhau. Thank you.
mình em đứng không thấy bóng anh đâu. Nửa đêm tan lễ bước em bơ vơ trở về, chợt nghe nước mắt rơi ướt trên bờ môi khô. Rồi nó quen qua, bao mong ước cũng xa rồi. Gặp nhau chỉ để thương đau, yêu nhau sao đành xa nhau. Rồi nó quen qua, bao mong ước cũng xa rồi. Gặp nhau chỉ để thương đau, yêu nhau sao đành. Cảm ơn cả hai bạn đã thể hiện theo cảm nhận của Nguyễn Hoa là rất là hay và ấn tượng bài hát này. Không biết là khi mà chú Đài Phương Trang nghe hai bạn thể hiện bài hát thì chú có nhớ lại những cái kỷ niệm của mình ngày xưa không? Và con đang thắc mắc là không biết là từ đó đến giờ thì chú đã gặp lại những người trong câu chuyện mà chú đã sáng tác trong bài hát Hai Mùa Noel không ạ? Thì khi nghe hai em hát bài này đó, thì mặc dù thời điểm này nó không phải là mùa Noel, nhưng mà chú cứ mường tượng trong đầu mình bao nhiêu kỷ niệm xưa mà chú đã ghi nhận được để mà sau đó viết thành ca khúc Hai Mùa Noel. Cái nhân vật mà ở trong ca khúc Hai Mùa Noel là một người thanh niên chờ người yêu không đến, chờ cho đến nửa đêm mới về, thì người con gái nó mới hiểu được cái tình yêu của người nam kia là nghĩ đến mình, nó nặng lòng như thế, nó chân tình như thế. Thì mỗi năm khi mà mùa Noel về, trong tôi thì buồn vui lẫn lộn. Vui là ca khúc mình được mọi người hát, buồn là không biết hai người đó bây giờ ở đâu. Và hôm nay khi nghe hai em hát thì tôi cũng mong rằng nếu họ còn ở trên cõi đời này xem chương trình này thì biết đâu tôi lại nhận được một thông tin vui, và từ đó tôi có thể sáng tác thêm một ca khúc mới về Hai Mùa Noel. Quay trở lại với phần biểu diễn của hai bạn ngày hôm nay thì thưa chú cảm nhận như thế nào ạ? Đối với tôi đó, nghe hai em hát bài này đó, tôi có thể nói hai em đã làm cho tôi có thêm một cái niềm tin là ca khúc Hai Mùa Noel của mình nó sẽ còn sống với thời gian sau này. Tôi rất vừa lòng và rất vui khi nghe hai em hát ca khúc này. Chúc mừng hai em. Rất cảm ơn hai bạn đồng nghiệp của Nguyên Vũ đã đem đến một tiết mục thật đẹp trên sân khấu. Hai bạn đã mang cái chất sang trọng, mang cái ca từ giai điệu đẹp lên sân khấu này, và với hai cái giọng hát phải nói rằng là nội lực rất đẹp, các bạn hòa quyện vào nhau. Tuy nhiên ở đây thì Nguyên Vũ vẫn chưa thấy lắm một cái sự đồng điệu của hai cái giọng hát này, mặc dù là hai cái giọng rất là tốt, rất là đẹp, nhưng mà nó thiếu một cái sự đồng điệu hòa quyện ở trong đó. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Trước khi tôi nói anh thấy tụi nhỏ đó xứng đôi không? Xứng chứ. Nhìn lựa ngày lành tháng tốt đi, gả luôn đi. Qua cái bài hát này, hai em thể hiện làm cho tôi nhớ lại. Tôi có một cái kỷ niệm trong cuộc đời của tôi không bao giờ quên bài hát này. Cái ngày Noel, tôi hẹn với lại người yêu bạn gái của tôi và được cô chấp nhận là tối cái đêm Noel hai đứa sẽ tay trong tay để mà giữ cái đêm Giáng sinh. Trưa hôm đó tôi được đài truyền hình mời tôi quay cái bài hát này. Thì tôi quay xong rồi là trong lòng háo hức lắm, mong đợi tới tối là được gặp người bạn gái của mình. Nhưng mà lại không như mình nghĩ. Tối hôm đó mẹ của bạn gái không cho bạn gái đi chơi. Thì anh có biết trời đất ơi, tôi đang cao như vậy, tôi rớt xuống một cái đùng luôn. Trong lòng của tôi, tim của tôi thì nó đào. Khung cảnh Noel qua cái bài hát này nó cứ lởn vởn trong đầu của tôi nguyên một cái đêm đó, không bao giờ quên được. Qua cái sự thể hiện của hai em bài hát này, tôi ngồi dưới đây, tôi cũng thấy hai em rất là thoải mái hát bài hát này. Thì song ca đó, chúng ta phải suy nghĩ để làm cho mỗi em, từ em trước Mai và Đăng Nguyên có một cái đặc biệt. Có cách là bình biến quá. Trong khi Mai đó, nó bung ra hết. Thì Đăng Nguyên lại ếm lại. Nhưng mà ếm trong cái tròn vẹn chứ không có bị lỗi. Thành ra Nguyên có cái sự ấn tượng nơi đó.
làm khác biệt Mai. Và cái sự thể hiện cái bài hát này và tình cảm rất là tốt. Bây giờ thì xin được mời ban giám khảo sẽ chấm điểm cho phần thi song ca. Con đã xin được mời chú Đài Phương Trang chấm điểm cho hai ca sĩ. Và đầu tiên sẽ là điểm số cho ca sĩ Tuyết Mai. 10 điểm. Dạ, và con xin được mời chú chấm điểm cho ca sĩ Đăng Nguyên. 9,75. Đó là số điểm mà chú Đài Phương Trang dành cho ca sĩ Đăng Nguyên trong phần thi song ca. Bây giờ sẽ là điểm số từ ca sĩ Nguyên Vũ. Ca sĩ Tuyết Mai. 10. Xin được chúc mừng Tuyết Mai. Và điểm số dành cho ca sĩ Đăng Nguyên. 9,75. Quý vị khán giả thân mến, tiếp nối những câu chuyện của nhạc sĩ Đài Phương Trang, thì ngay bây giờ Quỳnh Hoa muốn mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe một bài hát mà trong thời gian gần đây được rất nhiều ca sĩ trẻ thu âm và thể hiện trên sân khấu. Những tình cảm chân thành mà nhạc sĩ Đài Phương Trang đã chia sẻ trong một bài hát của mình được sáng tác từ nhiều thập niên trước. Không biết vì sao lại nhận được nhiều sự đồng cảm đến như vậy. Chúng tôi xin được mời quý vị khán giả cùng nghe bài hát Tình Nghèo Có Nhau với phần dự thi của đôi song ca Trương Diễm và Henry Ngọc Thạch. Trong ca khúc Tình Nghèo Có Nhau của nhạc sĩ Đài Phương Trang lần này thì Trương Diễm và Henry sẽ kết hợp với nhau song ca. Lần đầu tiên song ca với nhau, nhưng mà ở ngoài đời hai chị em rất là thân thiết và nói chuyện rất là hợp nhau, và đã chọn một cái ca khúc phù hợp cho cái việc song ca. Nhưng mà với cái bản phối mới này của em với chị là nó không đến nỗi mà nghèo thế đúng, hẳn không, đâu ha. Nó không bị nghèo mà nó không bị rớt mồng tơi quá đâu, đúng không em? Dạ đúng rồi. Nhưng mà chị hy vọng hơn là cái kịch bản của hai đứa mình. Quý vị ơi, kịch bản rất là hay. Quý vị hãy đón xem hai cái nhân vật trong cái chuyện tình này sẽ như thế nào nhé. Mai mốt á, không biết người ta có đi lấy chồng giàu rồi người ta có bỏ tôi không nữa. Mấy người nói bậy không mà, tôi đâu phải người vậy đâu. Yêu lý tưởng đâu ai, em không đi tìm người yêu tuyệt đối đâu anh. Anh không đi tìm người yêu nhan sắc mỹ miều, người yêu đãi các cao sang, lụa là gấm hoa vàng son. Em không đi tìm người yêu đổi trắng đắm xa hoa. Anh không đi tìm người yêu cao quý ngốc ngà, lầu cao sẽ các em ơi, có gì vẫn luôn vững bền. Anh ơi, em tìm người yêu chung thủy, em tìm người tình trong mơ, dẫu nghèo nguyện không đổi lòng. Biết rằng ở đời ai không muốn đẹp giàu càng cao sang, vì anh nghèo đâu dám mơ. Anh ơi, em tìm người yêu không ước mơ cao. Anh ơi, em tìm người yêu thương mãi tranh siêu. Mãi đây cho dù rằng đời góc bế chân trời, cuộc đời bao táp phong ba, suốt đời có nhau bên trong mơ, dẫu nghèo nguyện không đổi lòng. Em ơi, biết rằng ở đời ai không muốn đẹp giàu càng cao sang, vì anh nghèo đâu dám mơ. Anh ơi, em tìm người yêu không ưa
rằng đời góc bế chân trời, cuộc đời bao táp phong ba, suốt đời có nhau bên mình. Mai đây cho dù rằng đời góc bế chân trời, cuộc đời bao táp phong ba, suốt đời có nhau bên. Hai bạn biết không, khi mà hai bạn diễn và hát đó thì làm cho Nguyên Vũ cuốn hút rất là nhiều và cảm thấy nó rất là dễ thương, nó dễ thương cực kỳ luôn á. Dù cho đúng là cái hoàn cảnh của chúng ta nghèo đó, nhưng mà cái niềm hạnh phúc nó ắt hẳn luôn cái điều đó. Cái tình cảm mang lại trong cái bài hát nó quan trọng hơn cái điều là chúng ta phải hát nó đầy kỹ thuật hoặc là hát quá điêu luyện. Cho nên là đối với hai bạn trình bày cái ca khúc vừa rồi, cho Nguyên Vũ cảm thấy đồng cảm rất là nhiều. Qua cái sự thể hiện của hai đứa, quả thật là tình yêu trong sáng. Tôi nghĩ là tình nghèo này có nhau, tình giàu cũng có nhau như thường. Yêu bằng cả trái tim mà. Ha, hai đứa thể hiện rất là tốt, tình cảm giao lưu với nhau rất là tốt. Chúc mừng hai em qua cái tiết mục song ca này. Sau cái phần góp ý của Nguyên Vũ và Thái Châu đó, thì tôi xin thêm một vẩy nhỏ này thôi. Cái giọng hát của Ngọc Thạch đó, qua bài này thì nó khác hẳn cái bài Người Cô Đơn. Nó đậm cái chất của cái giai điệu bolero. Giai điệu bolero và cái nội dung mà người sáng tác muốn gửi gắm trong bài này. Cái nhấn nhá đó nó vừa phải mà nó mang lại một cái tình cảm. Cái bài này em hát nổi trội. Còn Diễm thì cũng tốt. Nhưng mà tôi cảm thấy cái phần ngọt ngào á. Phần ngọt ngào của cái bài này của Diễm. Nó Diễm thì muốn làm cho cái cuộc tình nghèo của mình đầy hạnh phúc. Mà nhưng mà trong cái cuộc tình nghèo đầy hạnh phúc này đó, nó có cái tính chất trơn chất trong đó nữa. Thành thử nó hơi mất một cái nó ngọt ngào của cái bolero. Chúc mừng cả hai. Bây giờ thì xin được mời ban giám khảo sẽ chấm điểm cho phần thi vừa rồi của Trương Diễm và Henry Ngọc Thạch. Trước tiên xin được mời ca sĩ Nguyên Vũ. Điểm số dành cho ca sĩ Trương Diễm. Ca sĩ Trương Diễm 10 điểm. Và điểm số dành cho ca sĩ Henry Ngọc Thạch sẽ là 10 điểm. Bây giờ sẽ là điểm số của nhạc sĩ Đài Phương Trang. Con xin mời chú. Điểm dành cho ca sĩ Trương Diễm 9,75. Và điểm dành cho ca sĩ Henry Ngọc Thạch sẽ là 10. Dần trôi vội phải đi bao hình bóng, mãi không phải xóa được chuyện tình đầu trong mỗi con tim. Dòng đời trôi nổi nên tôi quên thôi buồn bã, dù cho ai kia xây yêu thương trên ngọc ngà. Đời luôn dạy tôi khi con tim không một lối, thở than không sánh được bằng nụ cười mỉm nở trên môi. Bao nhiêu ngày vui đã trôi qua rồi, người xa mãi xa bên trời, đêm dài mình tôi với tôi. Bao nhiêu bão tố cuốn trôi cuộc đời, tôi còn lẻ loi bên đời, ai người chia sớt cùng tôi. Bài ca thua ấy trong con tim tôi còn mãi, dù giờ đây ai luôn quên ai trong cuộc đời. Từng đêm tôi cô đơn
gian hát những câu ca thuở nào lặng chìm vào đây cốc men cây. Dù cho ai kia xây yêu thương trên ngọc ngà, đời luôn dạy tôi khi con tim không một lối, thở than không sánh được bằng nụ cười mỉm nở trên môi. Bao nhiêu ngày vui đã trôi qua rồi, người xa mãi xa bên trời, đêm dài mình tôi với tôi. Bao nhiêu bão tố cuốn trôi cuộc đời, tôi còn lẻ loi bên đời, ai người chia sớt cùng tôi. Bài ca thua ấy trong con tim tôi còn mãi, dù giờ đây ai luôn quên ai trong cuộc đời. Từng đêm tôi cô đơn ôm đàn hát những câu ca thổ nào lặng chìm vào đây cốc men cây. Từng đêm tôi cô đơn ôm đàn hát những câu ca thổ lặng chìm vào đây cốc men cây. Thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi sự kết hợp lần đầu tiên giữa Henry Ngọc Thạch và ca sĩ Tuyết Mai trong bài hát Bản tình ca cô đơn của nhạc sĩ Đài Phương Trang. Đây là một ca khúc được tiếp nối theo ca khúc Người yêu cô đơn, một bài hát rất là nổi tiếng. Và với sự góp mặt của đôi bạn trẻ ngày hôm nay thì không biết là chú Đài Phương Trang cảm nhận như thế nào về phần dự thi của hai bạn ạ? Tôi ngồi nghe mà tôi nhớ lại cái bài này là cái bài thứ tư trong cái loạt bốn bài mà tôi viết, mà khởi đầu là Người yêu cô đơn, tiếp đó là Đời còn cô đơn, bài thứ ba là Trái tim cô đơn, và bài thứ tư là bài Tình ca cô đơn. Hôm nay trong chương trình Hãy nghe tôi hát này, hai em hát bài này thì làm cho tôi rất vui. Cái bài này là cái bài ít người biết đến. Hai em thể hiện bài này rất tốt và đặc biệt là hát rõ lời. Khi mà chúng ta đã trải đời thì chúng ta hát cái câu mà từng đêm tôi cô đơn ôm đàn hát những câu ca thuở nào lặng chìm vào đáy cốc men cay. Mình hát câu đó giống như là mình đang nhìn vào cái ly á, nhớ lại những khoảnh khắc mà mình đã trải qua những cái nỗi đau khổ hay những niềm vui đó, thì như thế mới đạt được. Và hôm nay hai em đã làm được điều đó, chúc mừng hai em. Bài hát này á, Henry hát chưa có được mượt mà lắm, có một cái gì trở ngại cho Henry không có ngọt bằng cái bài song ca trước. Tình nghèo có nhau hát đẹp lắm, hát tốt rồi. Lắm à, nhưng mà bạn Tuyết Mai hát quá đẹp, khán giả nghe là sẽ đón nhận ngay. Mai hát rất tốt. Bài hát này từ cái nhã chữ, từ cái vuốt ve của em, từ cái, nghĩa là phải nói là cái cảm xúc em, nó vừa phải mà nó rất thấm. Henry phải cố gắng hát cho thấm để mà cùng sánh vai với bạn mình. Những cái câu mà Henry hát nó êm ả chút, cho tình cảm nó dạt dào chút xíu, để ý một chút xíu là em sẽ bằng với là Tuyết Mai. Chúc mừng cái bài hát này. Nguyên Vũ vẫn thích Henry ở cái tình nghèo có nhau hơn. Khi mà Henry em hát á, thực ra thì những cái bỏ nhỏ đó anh cũng thích, nhưng mà cứ lạm dụng cũng không có nên lắm. Riêng Tuyết Mai thì rõ ràng giọng của bạn, như Nguyên Vũ nói, cái nội lực bên trong nó vô cùng khủng khiếp. Nếu mà cho bạn mà bung hết cái dòng nhạc mà cha rồi nhạc pop mà mạnh mẽ là
bảo đảm giọng của bạn cũng rất là khủng khiếp. Còn Henry á, thì anh biết rằng là em đang tìm cho mình cái cách hát nào cho nó hợp nhất với cái dòng nhạc bolero này. Và cái bài này á, thật sự là hơi khó dành cho hai bạn. Hơi cố gắng nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe số điểm từ ban giám khảo. Trước tiên con xin được mời chú Đài Phương Trang. Điểm số dành cho ca sĩ Tuyết Mai 10 điểm, chúc mừng Tuyết Mai. Và điểm số dành cho Henry Ngọc Thạch sẽ là 9,75. Xin được cảm ơn nghệ sĩ Đài Phương Trang. Kế tiếp sẽ là điểm từ ca sĩ Nguyên Vũ. Điểm số dành cho ca sĩ Tuyết Mai 10, chúc mừng Tuyết Mai. Và điểm số dành cho Henry Ngọc Thạch sẽ là 9,75. Xin được cảm ơn ca sĩ Nguyên Vũ. Phần thi của ca sĩ Henry Ngọc Thạch và Tuyết Mai đã khép lại vòng thi thứ 6. Chương trình Hãy Nghe Tôi Hát phiên bản nhạc sĩ chủ đề với nhạc sĩ Đài Phương Trang. Xin được chào đón sự trở lại của 4 ca sĩ trong vòng thi thứ 6. Trên tay Phương Hoa đó chính là kết quả của vòng thi thứ 6. Chúng tôi xin được công bố điểm của từng thí sinh. Ca sĩ Trương Diễm, tổng số điểm của 3 phần thi là 88,50. Chúc mừng Trương Diễm. Với ca sĩ Tuyết Mai, tổng số điểm 3 phần thi của Tuyết Mai là 89,25. Chúc mừng Tuyết Mai. Với ca sĩ Đăng Nguyên, tổng cộng 3 phần thi của ca sĩ Đăng Nguyên là 88,50. Tổng số điểm dành cho ca sĩ Henry Ngọc Thạch qua 3 phần thi là 88,50. Vâng, và điều đó đồng nghĩa với việc ca sĩ Tuyết Mai đã trở thành người giành được giải nhất của vòng thi thứ 6. Chúc mừng Tuyết Mai. Và xin được mời nhạc sĩ Đài Phương Trang và ca sĩ Nguyên Vũ sẽ tiến về phía trước để trao giải thưởng cho ca sĩ Tuyết Mai. Xin được chúc mừng ca sĩ Tuyết Mai và xin được mời danh ca Thái Châu sẽ cùng tiến lên sân khấu để chụp ảnh lưu niệm với các ca sĩ đã tham gia vào vòng thi thứ 6 của chương trình. Thưa quý vị, đến đây thì vòng thi thứ 6 của chương trình Hãy Nghe Tôi Hát phiên bản nhạc sĩ chủ đề mùa thứ 2 xin được khép lại với chủ đề nhạc sĩ Đài Phương Trang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả và rất mong sẽ được gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau với những hoài niệm đã làm nên tên tuổi của một nhạc sĩ được rất nhiều khán giả yêu mến trong thời gian qua, đó chính là nhạc sĩ Phú Quang. Chương trình Hãy Nghe Tôi Hát phiên bản nhạc sĩ chủ đề do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Chess Studio thực hiện, phát sóng vào lúc 21 giờ tới thứ năm hàng tuần trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt quý vị. Suốt 4 thập kỷ qua, có một dòng nhạc bên Mỹ chạy giữa đời sống nhạc Việt với những ca khúc êm đềm, đánh thức hoài niệm trong mỗi người và cả nỗi nhớ mong về mùa thu, mùa đông đất Bắc, về Hà Nội thân thương. Đó là những bài hát của nhạc sĩ Phú Quang. Những bản tình ca hay nhất, những ca khúc phổ thơ bậc thầy và những ca khúc được yêu thích nhất về Hà Nội sẽ đến với khán giả trong vòng thi chủ đề nhạc sĩ Phú Quang hoài niệm phố xưa. Ngày em không yêu anh, em tròn ngập niềm vui rời xa căn nhà cũ. Cảm xúc quá dạt dào, rất là tốt luôn. Anh Phú Quang nghe là hài lòng luôn đó. Mời quý khán giả đón xem Hãy Nghe Tôi Hát nhạc sĩ chủ đề Phú Quang vào lúc 21 giờ thứ năm ngày 7 tháng 5 năm 2020 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 13 giờ thứ 6 ngày 8 tháng 5 năm 2020 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.